Chỉ một lô duy nhất, chỉ một lô duy nhất nha quý cô chú anh chị. Chỉ một lô duy nhất với giá là cực kỳ là rẻ luôn nha quý cô chú anh chị. Hùng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị về 7 cái đơn vị sản phẩm. Hùng muốn gửi tới cho quý cô chú anh chị về 7 cái đơn vị sản phẩm tại xã Duyên Xuân thuộc huyện Diên Khánh nha quý cô chú anh chị. Tương lai á, theo như thông báo Hùng mới nhận được á, thì đầu tháng 11 thì Diên Xuân sẽ kết hợp với Diên Đồng, sẽ tạo ra là xã Đồng Xuân nha cô chú anh chị. Và bây giờ thì để giúp cho cô chú anh chị chúng ta hình dung rõ hơn về 7 đơn vị sản phẩm đó là những đơn vị sản phẩm nào và có những cái tiềm năng gì, đúng không ạ? Thì về còn về cái giá như thế nào thì Hùng sẽ bật mí trong cuối nội dung cái video nha cô chú anh chị. Và bây giờ thì Hùng sẽ quay lại phía trước và Hùng sẽ chia sẻ thêm về cái thông tin về cái bất động sản này cho cô chú anh chị chúng ta tham khảo nha. Xin mời tất cả cô chú anh chị ạ. Hiện trạng là Hùng đang đứng trên đây là con đường dân sinh nha quý cô chú anh chị. Con đường này thì chúng ta sẽ thông qua hầm cao tốc luôn này anh chị ha. Đó, cái cao tốc trước màn hình anh chị đó chính là cao tốc Nha Trang Cam Lâm anh chị ha. Đây, cái đoạn đi qua xã Diên Đồng đúng không ạ? Rồi, cái hướng ngược lại đây cô chú anh chị ạ. Đây, ngược lại đây. Đây, đây là cái con đường đá mi chị ha. Đường này thì tầm 5m. Đường này thì chúng ta sẽ đi ra lại là trung tâm chợ đất sét này của xã Diên Xuân này, đi ra lại con đường tỉnh lộ 8 này. Đúng không ạ? Thì từ đây mà đi ra lại tỉnh lộ 8 thì tầm 1,5 km gần chợ đất sét nha anh chị, gần trung tâm Diên Xuân luôn. Rồi, tầm 500 m thì chúng ta sẽ kết nối vào con đường liên xã, kết nối qua xã Diên Đồng luôn cô chú anh chị ha. Thì lát nữa thì Hùng sẽ quay từ đây đi ra lại trục đường chính cho cô chú anh chị hình dung rõ hơn. Và bây giờ thì 7 đơn vị sản phẩm mà Hùng muốn gửi tới cho quý cô chú anh chị đây. Đây nha anh chị. Đây là cái vị trí lô số 1 này cô chú anh chị nha. Đây. Gia chủ đã cấm tên giới rõ ràng anh chị này. Lô số 1 anh chị ha. Rồi, chúng ta đếm qua từ 1 đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 đúng không ạ? Giáp ranh với cái hàng đá kia chị nha, hàng là cái trục bê tông đứng đứng á anh chị ha. Rồi, lát nữa thì Hùng sẽ quay tới đó cho cô chú anh chị hình dung rõ hơn. Thì như anh chị thấy thì hiện tại trên đất của mình á là đã có xoài. Xoài này là gia chủ chia sẻ là tầm được 2 năm rồi anh chị ạ. Trên xoài thì có rất nhiều những cái bí này anh chị nè. Bí này là chắc là bí đỏ hay là bí đao gì nè anh chị nha. Thì tổng diện tích mỗi lô này là tầm khoảng 520 525 530 m2 rồi tùy theo mỗi lô anh chị nha. Đó thì khu vực này thuộc tại xã Diên Xuân. Đất ở đây thì như anh chị thấy thì trồng xoài này anh chị này, trồng rau rất là thuận tiện luôn, rất là thích hợp để mà cô chú anh chị chúng ta mong muốn là một cái sản phẩm nhà vườn anh chị nha. Sản phẩm nhà vườn để mà sau này chúng ta có thể là vui chơi hoặc là chúng ta tích lũy tài sản trong tương lai anh chị. Đường điện là có sẵn này, nếu như mà cô chú anh chị nào mà chúng ta mong muốn làm vườn mà thì chúng ta có thể là khoan giếng anh chị nha. Tại vì cái đứt máy theo như chia sẻ thì đã kéo tới kia rồi, thì sau này mà nếu như mà anh chị chúng ta làm đồng bộ thì chi phí nó cũng rất là thuận tiện luôn, rất là thấp anh chị ha. Đây, là số 3, số 4 đây đúng không ạ, 5, 6, 7 bên kia đúng không ạ. Thì sổ sách pháp lý là cụ thể rõ ràng rồi nha anh chị. Tuyên cái lô số 1 là mặt tiền là hơn 8m một xíu đúng không ạ, lô số 2 là 9m, còn lại là sẽ dao động là từ 9m cho tới 10m nha anh chị. Những cái lô phía sau đây đúng không ạ, anh chị thấy không ạ. Bởi vì hôm qua nay Diên Khánh đón những cơn mưa lớn đúng không ạ, cho nên chúng ta còn thấy động lại nước này anh chị ha, đúng không ạ. Đây, rồi nói về vị trí thì thuộc tại xã Diên Xuân thuộc huyện Diên Khánh. Về pháp lý thì sổ hồng nha anh chị nha, sổ hồng. Rồi về giá cả thì như Hùng chia sẻ thì khi mà gia chủ mở bán thì gia chủ sẽ có một cái lô khuyến mãi, coi như là khai lọc cho khách hàng, đó tính là vào lô số 1 là giá là 299 triệu anh chị nha. 299 triệu đã bao gồm cả thuế phí anh chị nha. Rồi, và những lô còn lại thì giá là 349. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha quý cô chú anh chị. Hy vọng khi anh chị cô chú chúng ta nhận được nội dung cái video này, nếu như cô chú anh chị nào mong muốn tham quan trực tiếp để hình dung rõ hơn về cái bất động sản này như thế nào, có thể là inbox với Hùng nha, Hùng sẽ đưa đón cô chú anh chị chúng ta đi tham quan. Rồi, và bây giờ thì Hùng sẽ quay từ cái vị trí đất đi ra lại trục đường liên xã như đã hứa với đầu nội dung cho cô chú anh chị, để giúp cô chú anh chị chúng ta hình dung rõ thêm về cái bất động sản này cũng như quan cảnh cũng như về tiềm năng lộ trình di chuyển của khu vực ha chị ha. Và xin mời tất cả cô chú anh chị ạ. Sắp tới thì xã sẽ đổ bê tông con đường này luôn nha quý cô chú anh chị. Đổ bê tông đã làm tới đây rồi anh chị ha. Nước máy đặt kiểu tới kia rồi. Thì tương lai Diên Khánh lên thị xã, cho nên bây giờ thì Diên Khánh đang hoàn thiện những cơ sở hạ tầng, đúng không ạ, đô thị hóa, bê tông hóa hết. Nước máy nước đầy đủ hết anh chị này. Chúng ta đi thẳng cũng được, chúng ta đi đường này cũng được nha anh chị. Tất cả con đường đều là bê tông hết rồi. Khu vực này thì nó thích hợp để chúng ta trồng cây trái chị ạ.
ha, đó đường bê tông đi hết thì rất là sạch sẽ luôn. Đó, ra tới trục đường chính nó nạn gì nè, đó trục đường này là trục đường đi xã nối qua Dương Đồng anh chị ha. Đó, ví dụ như rẽ phải này, đó rẽ phải này thì chúng ta sẽ đi qua xã Dương Đồng anh chị, đó, đi qua xã Dương Đồng rồi rẽ trái đây thì chúng ta đi ra lại chợ Đất Sét, đó đi ra lại chợ Đất Sét này anh chị ha. Rồi